trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, không đánh thế nào thầy? Ôi trời ơi, đau quá cái mông tôi, đã đau mông lại còn đau cái đùi. Giờ đùi mình đau thì mình phải làm sao? Chỗ mày cắn lát mông mông rồi. Thôi, thầy ơi, đau chứ mà đâu lại còn hát cái gì, khổ quá. Già rồi, thầy ngồi vào đây cho nó mát. Đường xá vất vả, xa rồi mồ hôi mồ kê ướt hết cả rồi. Sao tự nhiên thấy nóng quá nhỉ? Giá như mà có cốc nước mát thì hay biết mấy. Có ngay thầy ạ. À, thầy đợi con một tí, con chạy vào trong nhà lấy cốc xe sủi cho thầy. Cho thầy một tí. Úi giời. Alo. Thế chờ thầy một tí nhá. Thầy lốt đám bên này xong thầy sang luôn nhá. À, mà anh lấy cho thầy cái nước gì? Nước gì khó nói quá. Cái nước gì mà 45 độ cồn cay cay? À, cay thì thầy nói tuyệt ra là cay. Thầy còn đá cho cả Lifafun với Asinon mà thầy giống con rồi đấy. Không sao, thầy đợi con một tí. Ôi rồi, hết mất rồi. Không sao thầy ạ. À, hôm nay thầy đến con chơi nhà con có một món hạ thủ chôn ngoài vườn 5 năm rồi. Thầy đợi con gì, con chạy ra con vào luôn. Ừ, thế nhanh nhá. Dạ. Thầy chờ đấy. Dạ. Con Thanh đâu, rót nước vối ra đây cho thầy. Ôi. Thầy uống nước, thầy cúng, không phải nhìn tôi thế đâu. Này, thầy là thầy nhìn cô là toát ra cái vẻ là âm khí lặng lề lắm. Nhanh vào trong kia, cởi hết quần áo ra rồi ra đây thầy cúng cho nhá. Ông trừ tà sao phải cởi áo ạ? À, thì không, trừ tà thì cũng cởi cho nhanh rồi ra đây. Chết đi bố ẩn hối cũng không kịp đâu. Nhanh thầy chờ nhá. Chuyến này được gắm gà hỏa thế rồi. Thằng nào ơi? Anh tôi đây ạ. À, sao tôi bảo cô vào cởi hết quần áo ra cơ mà? Anh tôi mới bị ma nhập chứ không phải tôi đâu ạ. Ông ơi, sao mũi như ông nhiều dê thế? Ông đi im. Ghê quá. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cho thằng này vào nhà nhanh. Rồi ôi, con ma nó nhập lặng quá rồi, phải cúng rồi ôi. Ôi trời ơi. Đây rồi, đây rồi. Nguyên trùng, đông trùng, hạ thảo 7749 rồi thầy ơi. Rượu hả, rượu hả? Ừ, hết sợ luôn, sợ. Có rượu hết sợ luôn. Đây rồi, thầy uống nhanh tí, con Thanh nó vào nó lại la lên chết con thầy à. Ừ, thầy xin. À, chờ thầy một tí. Thầy đi đâu là cũng phải có đồ nghề. Thầy uống rượu quen nó phải mút. Ôi giời, khiếp quá, khiếp quá. Thầy biết rượu còn hơn cả con rồi. Thế anh cho thầy hỏi, cái nước này nước mấy rồi? Dạ, nước một thầy ạ. À, nước một hả? À? Dạ. Ừ, thôi thì nước rưỡi đi. Chính con Thanh Âm mà thầy, nước một đấy thầy ạ. À, thôi thì nước rưỡi đi. Thầy cứ bật con nhỉ. Ờ, ý thầy nói không phải là nước một. Thôi thì
nước hai đi. Mà thôi thầy ạ, thầy cúng cho em thằng con trai quý tử của con là nó bị ma ám mấy ngày hôm nay rồi. Thầy cúng xong thì thầy uống thoải mái ạ thầy. Thế lễ là thầy chuẩn bị xong chưa? Dạ xong rồi, hết cả rồi thầy ạ. Mang ra đây xem nào. Mẹ đâu? Mang đây rồi, đây rồi. Dạ. Chị ấy lại ra lấy chị. Thế đây hả? Dạ. Thế đâu? Là thế đâu là thế gì à thầy? Thì thế đâu? Thầy đợi con một tí, con chạy vào trong nhà lấy cái đèn dầu cho thầy. Dường ơi à, thế âm đây thế dương đâu? Tiền lễ thì thầy nói tuyệt ra tiền lễ, thầy còn lại ra đây thầy. Thế bao nhiêu? Dạ có thiếu 30 nó tròn 100 mà. 70 thì nói luôn là 70 đi, lại còn Amalai. Đổi cho thầy tờ này đi. Rách quá không tiêu được. Rách tí vẫn còn tiêu được thầy à. Thầy thì không sao, nhưng cúng xuống thánh của chết. Dạ. Thôi lấy đi. Đây thầy ạ. Thầy xin. Mà thầy cho con xin lại cái đồng rách ạ. Thì đồng rách cộng đồng lạnh tiêu cũng được. Mà thôi thầy cúng cho em nhanh lên đi. Thế ở đâu? Ngay giờ đi. Opa,
One Gangnam Style. Gangnam Style. Chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn. Chú ngồi học bài một mình bên hồ bông kẹp cùng xoan. Bao cô gái dê non cùng ba chú cá rô giòn. Tung tăng chiếc quay xong nhịp theo tiếng ếch vang giòn. Chất này có thể gây hoảng loạn và loạn thần đấy bác ạ. Bác phải đưa anh ấy đi chữa trị gấp rồi bác ạ. Bố cũng biết rồi mà bố cũng ngợ ngợ, vì bố sợ con mang nghiện ma túy mang tiếng, bố cũng đành liều thôi con à. Đấy, bố người ta còn đưa lên tivi cái vụ thanh niên ngáo đá nhảy từ trên lầu xuống đấy bố ạ. Có khi mình phải đưa con mình đi chữa trị cai nghiện gấp thôi ông ạ. Cháu Đoành này, bác sự xin lỗi cháu vì bác đã bảo thủ nuông chiều con cái dẫn đến nghiện ngập. Bây giờ gia đình bác muốn nhờ cháu giúp bác. Thưa bác yên tâm, tuy rằng hiện nay chưa có phác đồ điều trị về ma túy tổng hợp bác ạ, nhưng cháu sẽ đưa anh nhà
đi điều trị tại cơ sở điều trị ma túy tỉnh Sơn La. Thưa bác, người sử dụng ở dạng này ấy, có thể gây hoảng loạn về tinh thần đấy bác ạ. Thưa bác, lát nữa chúng ta cùng đưa anh ấy đi luôn bác ạ. Thôi chúng ta cùng đi nào. Thầy cô và các em học viên vừa theo dõi tiểu phẩm Trừ Ma Đá. Tiểu phẩm đã khép lại nhưng chắc chắn sẽ để lại cho chúng ta nhiều điều đáng để suy ngẫm. Chúng ta vừa theo dõi sự thể hiện của các bạn học viên trên sân khấu. Đó là cả một quá trình tập luyện vất vả. Và cũng cảm ơn sự đồng hành của quý vị, thầy cô, các em học viên đã theo dõi khích lệ động viên để chương trình diễn ra hết sức thành công. Và để cho không khí thêm sôi nổi, hào hứng hơn nữa, sẽ là một trò chơi dành cho khán giả. Và xin mời cô giáo Mai Kiều Anh sẽ xuống phía dưới sân khấu để hỗ trợ cùng tôi trong trò chơi này. Với trò chơi này, ban tổ chức sẽ đưa ra câu hỏi nội dung về kiến thức, kỹ năng về công tác phòng chống ma túy. Khán giả sẽ đưa